Cục Công nghiệp Bộ Công Thương vừa phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới cùng với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia DFAT và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO đã tổ chức lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đại diện các bộ, ban ngành và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương, Giám đốc Quốc gia IFC Kiel Kerhofer, Đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Moody và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ Ivo Sieber cũng có mặt tại buổi lễ. Công nghiệp chế biến chế tạo được ví như xương sống của nền kinh tế, là nền tảng và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp Việt Nam. Công nghiệp chế biến chế tạo cũng đang là lĩnh vực chủ lực thu hút đầu tư nước ngoài. Chỉ tính riêng trong năm 2019, cả nước thu hút được 3.478 dự án mới với tổng vốn đạt gần 31,8 tỷ đô la Mỹ, thì lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với tổng vốn đạt 21,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 67,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Sau quá trình triển khai khảo sát thu thập thông tin doanh nghiệp, đến nay Cục Công nghiệp đã cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về các doanh nghiệp gồm 500 doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, 347 doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô, 750 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, 1.145 doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may và 910 doanh nghiệp trong lĩnh vực da giày. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ là dấu mốc quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu hình thành mạng lưới kết nối B2B trong nước với nước ngoài, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, đáp ứng nhu cầu kết nối đầu tư, tăng cường cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực tài chính để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, hệ thống cơ sở dữ liệu, mở rộng thông tin dữ liệu của nhiều ngành hàng và tiếp tục phát triển các tính năng mới cho phép doanh nghiệp tự tạo gian hàng, giới thiệu sản phẩm, tiến đến thiết lập một sàn thương mại điện tử về công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận, thúc đẩy hợp tác, góp phần đưa ngành công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.